làm máy dọn full cho Mio Classico. Anh em nào muốn làm nồi, làm máy, sơn xe, dọn kiển cho Mio, Mio Ultimo, Mio đời đầu, Mio Classico của ba tiệm xe Khánh ha. Khánh nhận dọn full cho anh em. Này xin lỗi anh em, là chiếc này là chiếc Mio Ultimo nha anh em. Anh em tới ngay địa chỉ 462/15/3/2, phường 2, quận 10. Đây, đang tháo dần áo với Mai rải dần chân dần máy ra để sơn xi cho anh em như mới nha nè. Này xong rồi Khánh quay lại cho anh em. Bao đẹp nha anh em. Bao đẹp long lanh cho anh em. Mio Ultimo. Ủa số giờ chúng được ăn đầu trong trời. Anh em liên hệ số điện thoại 038 9910 555, mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ.